Theo nguồn tin, quả bom cài bên dưới ô tô của đại tá Ali Fadin thuộc cơ quan an ninh chính trị đã phát nổ khi xe đi ra khỏi tòa nhà của Bộ Khoáng sản và Dầu mỏ Yemen, làm ông thiệt mạng và một người bạn đi cùng bị thương nặng. Vụ đánh bom ám sát xảy ra vào lúc 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các nhà điều tra hình sự và lực lượng an ninh hiện đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Đây là hành động của quân nổi dậy, không biết kính sợ Chúa Trời. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và vội vã chạy đến hiện trường. Chúng tôi nhìn thấy một người chết bên trong xe hơi. Các vụ tấn công bạo lực và ám sát quan chức cấp cao của chính phủ xảy ra thường xuyên ở Yemen, trong bối cảnh các nhóm vũ trang khủng bố hoạt động mạnh, làm suy yếu khả năng kiểm soát an ninh của chính phủ hiện nay. Giới chức an ninh Yemen cho rằng thủ phạm của hầu hết các vụ ám sát là nhánh Yemen của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, vốn được coi là nhóm Al-Qaeda nguy hiểm nhất tại khu vực Trung Đông.